Thưa quý vị, mức sống của người dân ngày càng được nâng lên. Ô tô ngày càng trở thành phương tiện phổ biến của người dân hiện nay. Thị trường phụ kiện xe ô tô ra đời và ngày càng đa dạng hơn. Tuy nhiên, không phải món nào cũng hữu ích thực sự. Đó là chưa kể việc lạm dụng và trang bị một số phụ kiện không cần thiết trên ô tô lại gây ra những tác hại khôn lường. Tiểu mục Bạn Đường kỳ này sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chọn những phụ kiện cần thiết cho xe ô tô để phương tiện hoạt động thêm hiệu quả, thuận tiện, an toàn. Với nhiều người, phụ kiện xe hơi không chỉ là những thiết bị hỗ trợ để bảo vệ, để đảm bảo an toàn và tránh thiệt hại cho xe, mà còn để tạo sự thoải mái, tiện dụng và cả cá tính riêng của chủ nhân chiếc xe. Hầu hết xe ô tô xuất xưởng thường chỉ trang bị những phụ kiện cơ bản nhất, vì thế mà nhiều chủ xe phải trang bị thêm phụ kiện. Theo các chuyên gia tư vấn chuyên môn thì để có thể chủ động trong mọi tình huống, một phụ kiện không thể thiếu đảm bảo an toàn cho chủ nhân xe hơi là camera lùi. Tác dụng chính của camera xe như vậy này, khi mình xe mình chỉ xem được hai gương chiếu hậu, nhưng còn cái khúc ở giữa xe đấy là người ta gọi là cái điểm chết, điểm mù mình không thấy được. Chẳng như những vật nhỏ bé như là chó mèo hoặc là những em bé ở dưới, thì mình nhờ cái camera xe này mình sẽ quan sát được phía sau để tránh được cái vật đấy, hoặc là những cái mô đất hay là những cái cục sắt hay cái gì đấy nó bự nó vô lên để chặn lại thiệt hại mình. Loại phụ kiện thứ hai cần thiết bảo vệ xe chống trầy xước, hỗ trợ xe hoạt động an toàn như camera hành trình, ốp tay cửa, hệ thống chống trầy xước cho xe và loại phụ kiện mang tính trang trí. Khi mình mua về một chiếc xe mới nhé, thì mình hay mở cửa ra thì cái móng tay mình này, mình sẽ mở cửa ra như vậy này, nó cào vào nó bị xước phần thân xe. Thì có những khi mình gắn này vô thì nó sẽ bảo vệ cho mình không bị xước cái phần thân đấy. Thì đây là hõm và đây là tay, người ta gọi là tay cửa. Khi mà mình mở cốp sau lên, chẳng hạn là mình bê vác những đồ gì nặng ấy, thì mình hay tựa lên đấy xong mình một nhịp, xong đó mình đưa vào trong khoang hành lý thì nó sẽ bị chảy cái khúc đấy. Thì sau khi mình dán cái này vào lên này thì mình tựa lên đây thì nó chỉ chảy cái khúc này thôi. Cái chống chảy bước chân trong của bốn cánh cửa đấy, thì cái này nó sẽ tác dụng là bảo vệ phần nhựa đấy, không bị chảy xước. Đây là một phần không thể thiếu trong chiếc xe của mình. Thảm đắp lô dưới cái ánh nắng mà gay gắt của bên Việt Nam mình bây giờ này, thì nắng nó chiếu vào nhiều cái phần tắp lô mình nhé, người ta hay gọi là bàn thờ xe đấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là lão hóa, đặc màu và đứt nẻ cái phần tắp lô mình, thì cái tác dụng này là ngăn cản cái đấy và cái lớp đế chống trượt bỏ lên nó không bị trượt đấy. Thì cái này rất là tốt, người ta rất là hầu như là 10 xe và tới đấy thì 9 xe cắn rồi. Có rất nhiều phụ kiện hữu ích giúp tăng tính tiện nghi và đảm bảo an toàn cho người dùng ô tô. Tuy nhiên, cũng có phụ kiện không cần thiết trên ô tô lại không đảm bảo an toàn thì sẽ gây hại cho người sử dụng. Không nên mua đệm ghế sau vì gây nguy hiểm, có thể khiến trẻ con, thú cưng lăn khỏi ghế mỗi khi xe tăng tốc, phanh đột ngột. Nếu bạn để những vật quá nhỏ như bút, danh thiếp, ví tiền vào khay, mỗi lần muốn lấy ra, bạn phải dốc ngược khay. Việc vần vô lăng hai tay luôn là phương án an toàn được khuyến nghị ở mọi hoàn cảnh. Trên các mẫu ô tô mới hiện nay hầu hết đều có màn hình giải trí để phục vụ nhu cầu giải trí cho hành khách trên xe trong những chặng đường mệt mỏi. Chứ việc lắp thêm một màn hình khác có thể sẽ khiến bạn bị mất tập trung khi lái xe vì quá phân tâm vào các chương trình giải trí. Hậu quả có thể xảy ra cao nhất ở mức tai nạn giao thông nên các tài xế cần phải chú ý. Có không ít chủ xe đã lắp thêm giá để đồ trên nóc xe nhà mình. Điều này có mặt lợi trong việc chở thêm nhiều đồ, nhất là đồ cồng kềnh không thể nhét được trong cốp hoặc là khoang hành khách của xe. Tuy nhiên, với một lợi ích nhỏ nhưng giá để đồ có rất nhiều bất cập. Cụ thể như với những dòng xe cỡ nhỏ, giá đồ trên nóc gây mất thẩm mỹ. Nóc ở tít bên trên nên nhiều khi không được sử dụng đến, trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc.